You have slain. Your team destroyed a turret. Killing spree. Okay, so today net អរគុណសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Campbell ST ហើយនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការលេងទៅលើ Hero Esmeralda ដែល Hero នេះគឺជា Hero Tank Magic ហើយនៅក្នុងការ build នៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់ build ទៅលើ Hero Tank ទេគឺខ្ញុំ build មកលើ Magic ហ្នឹងហើយហើយដំបូងឡើយគឺយើង up ទៅលើ skill ទី 2 មុនព្រោះអី up ទៅលើ skill ទី 2 ហ្នឹងគឺស្រួល clear ទៅលើ minion ហើយនេះគឺជា full item ហើយនឹង build របស់ខ្ញុំទៅលើ emblem អូខេគឺខ្ញុំ build ឈឺគឺអត់ build តាន់ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញគេលេង ចូលក្នុង grad បានឬក៏ដើរទៅក្នុង torrent បាន emblem នេះគឺ emblem នេះគឺជា emblem ឈឺអញ្ចឹងគឺខុសគ្នា បាទអ្នកនរគ្នាចង់ build tank ចាំខ្ញុំប្រាប់នៅវីដេអូក្រោយៗទៀត អូខេ តែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំ build ឈឺសិន អូខេយើង stand របស់ hero នេះគឺពិបាកលេងគាត់មែនតើអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំនឹងដូរ land ទៅ land លើឬក៏ land កណ្ដាលតិចទៀតព្រោះអីបើនៅ land ហ្នឹងគឺប្រហែលជាអត់បាន jungle ហើយក៏អត់អាចរក item បានលឿនដែរព្រោះអី Esmeralda គឺ hero ដែលកំចាត់ hero Esmeralda បានហ្នឹងគឺជា hero stand ហ្នឹងហើយគឺពិបាកលេងជាមួយ hero stand មែនតើ hero Esmeralda ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការគេចចេញពីពួក hero stand ទាំងអស់ហ្នឹងដូចជា hero Franco Vexana ហើយនឹង Idora ហ្នឹងក៏ជា hero ពិបាកលេងដែរ ចឹងទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគេចចេញពួក hero ហ្នឹងនៅពេលដែលលេង Esmeralda ដែល hero នេះគឺលេងនៅក្នុង rank គឺអត់សូវបានលេងទេព្រោះអីគេ ban រហូតបើឲ្យ hero ហ្នឹងលេងគឺពិតជាពិបាកទប់មែនតើ នេះគឺខ្ញុំ build វាយឈឺទេបើសិនជាខ្ញុំ build tank វិញគឺថាចូលវាយពី 3 carat គាត់ខ្លាចដែរតែដោយសារតែ ខ្ញុំអត់សូវជួយចិត្តលេងវាយគ្រាន់តែប៉ះគេហើយចេញមកវិញអញ្ចឹងហើយអត់ងាប់គឺថាវាយគ្រាន់តែមកវាយនេះបានតែចូលក្នុង ខ្ញុំវាយធ្វើថលសិននៅពេលហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើ item របស់យើងហ្នឹងគឺយើងទិញទៅលើ item mana មុនដំបូងគឺទិញទៅលើ item mana ខ្លាំងមែនតើព្រោះអី hero ហ្នឹងត្រូវការវាយរហូតហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងចូលគឺឡើងឈាមសអញ្ចឹងគឺយើងកវី skill ទី 2 ហើយចុច skill ទី 1 គឺយើងឡើងឈាមស គឺឈាមហ្នឹងនឹងខ្លាចជាឈាមពិតរបស់យើងនឹងខ្លាចជាឈាមពណ៌បៃតងនៅពេលដែល cool down reduction របស់យើងដល់កម្រិតរបស់វាឥឡូវខ្ញុំ C ពើហ្នឹងអត់បានទេដោយសារតែមាន hero stand នៅជាមួយផងអីផងហើយណាមួយ internet របស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាឃើញហើយគឺលើពណ៌បៃតងពណ៌លឿងគឺពិបាកលេងមែនតើ ឥឡូវយើង take buff ហ្នឹងគឺ take buff ដើម្បីឲ្យ mana របស់យើងហ្នឹងអត់សូវចុះពេកហើយនឹងវាយគេឡើង damage ដូចជាប្រមាណទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយតែឥឡូវទូរស័ព្ទយើងពិបាកលេងមែនតើព្រោះអីវា slow ខ្ញុំមិនដឹងថាអាច record ទៅលេងទៅឈ្នះឬក៏ចាញ់ទេ mã xanh chịu slow trắng. Cứ vạ lên mình tèn. Nó về đã ọt record cứ xua lên, cứ ọt mình tèn chẳng thế. Về đã record cứ vạ lên. Ok, lại xì bàn pì nhà ấy. Nhưng YouTube turret cái đá. Tẹt tẹt này. Nào, cái khơi frame rate với lẹ khơi vả lên nha. Chẳng công và cái này được trong video lắm. Từ bốn nó cứ nhung chi dương pha mảnh tèn pha mà ỏi ban và lươn trên cây hay năng lôi lươn trên cây đầm bấy tít tít đấy nhau nè đà si do mỏ nè cứ person bà lên được non rang lên được non ấy thùng thốn cứ cây từ bốn cứ cây ở trên đi Esmeralda cây ở trên đáp liền liền này tôn là bà đáp ấy đây cái trên đón cứ khang nằm đó. Bờ viên ơi là slow và chẳng hai gì nhưng mà sơ ban dậy trở đi với nhưng là focus tele game khi nè tạo cái khơi frame rate lẹ mình tên cứ vạ lên mình tên hai chị nhung record hỏi nè đó khi ông tôi xin á tới phải chẹt khơi đôi phi nhung lên chẳng tiếc một từ nói bà nè đó khi mình chừng nói lấy ai xưa mà khang khòm đang bán nhung hai chị bật may ở lại nó ấy vậy mới tới ở từ non lên xong. Em muốn nó bật máy nhưng trong hẹp tới nhà đó nhiệm vì Hero Esmeralda nó cứ Hero nó nộp để dương tình bàn vay lãng chiếm tình bàn này thêm của quán hái cứ tha dương trôi ở miền khai thì cứ dương trôi được nông thorat trôi được vài kia to bị bệnh nhãi của dương trôi được bàn này cứ tha lên Esmeralda còn khai và dương lên những khai từ bộ bạn tên đốt một kho tiệt của internet slow về khi khơi quả lương là hồi về để tao hiện kiện tích quả lương này quả lương tiền này từ thò mà đã lột tới chóm hay kiểu vì mà skill và hay chỉ ngọc bà này ta mình nhé cứ lột từ kho hồi một. Ok, bảo mình chừng nói lấy nhà đó khi anh xuân khang còn bán hơi chưa trong khỏi video số mấy nhà đó nghe chui chơi like subscribe đồng bày tụi bạn video mới to tiếp be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. My body aches to be satisfied.